mình đi chơi tiếp nha anh em. Đi chơi tiếp nha. Thì và một con GX 150 để cho chị của mình đi nữa. Thì trước khi đi thì tụi mình bơm xe. Hiện tại nha anh em, mình làm chứng luôn, hiện tại là trời đang tươi nha. Lát mà trời mưa là thôi tôi nghỉ luôn đó. Bơm em. Quá đẹp. Anh em thấy không? Đây là con với 8 keng. Keng. Cực kỳ keng luôn, nhìn phải nói. Con này bơm luôn. Bơm luôn, con này lâu rồi chưa bơm á, để chân trên đó lâu rồi. Bánh trước luôn, bánh sau bánh trước luôn. Thì bữa là chạy hai con Mito nè, đang làm lại cho khởi động máy, thì bữa là chạy hai con này rồi. Cực đã. Lâu lâu có clip cho anh em xem. Anh em à, đừng có bao giờ kêu Minh quay clip chạy xe nữa. Hồi nãy anh em thấy không, bơm bánh xe đồ lên hết rồi, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Chị Minh à, nhìn đi, quay thẳng vô chị Minh. Rủ chị đi để cho bà chạy, tại bà chưa biết tập chạy, để cho bà chạy con GX màu trắng đó, sơn môi, làm tóc, thay đậm, quay gần bả nè cho mới thấy rồi đó. Hồi bữa mấy anh em khen đẹp, chị tôi đẹp gái rồi đó, thay đầm mọi thứ này nọ, xong bây giờ mưa. Mới ra đây cho quay mưa cho anh em, để lấy chìa khóa. Chuẩn bị hết sẵn sàng rồi, chỉ còn mang đôi giày nữa thôi là xong rồi đó, là lên là xe chạy rồi đó. Mưa hoài luôn, cứ dắt xe ra là mưa đó. Chuẩn bị sẵn hết luôn rồi đó nè anh em, là quay gần đây mới biết mưa, tại camera nó không rõ. Mưa ướt hết luôn nè, mưa ướt hết luôn ấy. Dắt ra tại vì chị của mình đó chưa có rành về chạy xe con tay nên chạy 150 trước. Mưa. Giờ không biết làm gì, quay clip TikTok ít út chơi chứ giờ làm gì, anh em biết không? Mỗi lần mà dắt xe xuống đó, nó rất là cực luôn. Dắt xe xuống rồi xong kiểm tra xe, bơm lốp xe, xong rồi mình mới dắt anh em mình đi. Mà bây giờ mưa là không biết sao hết, lỡ dắt rồi quay cái clip TikTok chơi. Lỡ dắt rồi thôi đề nghe cho vui vui đi. Trước khi mà anh em muốn nẹt bô á thì anh em phải để cho ga anti nó lên để cho nó bơm nhớt. Rồi. Bây giờ mình nghĩ là chắc không đi nữa đâu. Dắt xe vô lại á, nghĩa là dắt xe vô lại. Tội nghiệp. Hôm nay có hẹn thêm Vinh X nữa. Vinh X thay đồ này nọ cũng không đi được. Vừa rắc ra 3 phút luôn là mưa, hồi nãy đã quen em rồi, đã nói giỡn chơi thôi. Là mưa cả sáng nay rồi. Là bây giờ quay ra đường là đường sáng trưng là không có mưa nữa. Cuối cùng mưa thiệt luôn. Thiệt là vãi chưởng anh em à. Vãi chưởng.
Ducati. Đấy là chiếc máy nó lồng cộng lồng cộng lồng cộng lồng cộng lồng 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 coi kênh chú lâu chưa? Dạ. Coi dạ kênh rồi. Lâu chưa? Dạ rồi. Rồi rồi là bao lâu? Dạ, chú này là 1-2 tháng chứ. Ráng lớn đi, mua mô tô chạy. Chưa chạy á. Rồi giờ đi, hy vọng là sẽ không mưa nha. Marketing ở bên Hoàng Việt á, giám đốc luôn á, bên ông ta Hoàng Việt á.